Ok, hello anh em. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại nhá. Ok anh em ạ, hình như là tôi hơi bị ốm rồi nên là cái giọng của tôi chắc là nghe nó sẽ hơi bị khàn khàn một tí. Anh em thông cảm nhá, sorry anh em nhá. Ok anh em, thì nếu mà anh em mà không biết thì trong tập trước là tôi đã xem một cái đại bản doanh cực kỳ to đây. To tổ bố luôn, đấy. Và đây, anh em nhìn thấy không? Các anh dân làng là các anh ấy đang tự do rồi. Hả, tôi đã thả các anh ấy ra đấy. Nên là bây giờ là các anh ấy đã sinh thêm con này. Đấy. Thực ra là các anh sinh thêm con là bởi vì tôi đã đi cắt lông cừu và tôi làm thêm rất là nhiều giường đấy anh em. Đấy. Nên là các anh ấy có giường cho baby nên là các anh mới sinh con chứ đúng không? Đây. Tôi đã mang rất là nhiều thùng ủ phân lên để tôi đặt anh em ạ. Bởi vì là tôi cần thêm những anh nông dân để các anh ấy cai quản cái mảnh ruộng của tôi mà đây này. Anh em nhìn thấy không? Ruộng chín hết rồi. Nhưng mà do là có hơi ít nông dân nên là các anh ấy chưa có ra bên này để các anh ấy thu hoạch cho tôi cái bên này. Đấy. Nên là đây tôi đã phải đặt những cái thùng ủ phân này để cho các anh dân làng mới là các anh ấy sẽ làm nghề nông dân. Đấy, để các anh ấy cai quản cái mảnh ruộng của tôi ha. Ok anh em, thì hôm nay là chúng ta sẽ cùng cải thiện thêm về cái doanh trại của chúng ta anh em nhá. Nếu mà anh em nào mà để ý kỹ, ôi dồi ôi, đông thế. Nếu mà anh em nào mà để ý kỹ thì là tôi đã phá cổng địa ngục cái rồi. Bởi vì là sau cái buổi trước tôi chơi tiếp một đoạn nữa ấy, đó, là các anh nông dân là các anh ấy, là các anh dân làng hay là các anh ấy cứ chui vào cổng địa ngục đó. Thế nên là tôi cứ nhận ra là tôi mất đi một vài anh dân làng. Và tôi phát hiện ra là cái lý do là do cổng địa ngục anh em ạ, tôi phá đi rồi đó. Vậy nên là bây giờ là cái doanh trại của chúng ta là không có cổng địa ngục. Hôm nay chúng ta sẽ phải xây lại mấy cổng địa ngục khác anh em ạ. Đấy, tôi đã mang cái chuông lên mà tôi để ở trên này đấy á. Nên là anh em thấy là các anh dân làng là các anh ấy tụ tập xung quanh cái chuông. Đấy, thì dân làng thì nó cứ thích ở xung quanh cái chuông anh em ạ. Đấy, hôm nay đầu tiên chúng ta sẽ xây cổng địa ngục mới này. Thứ hai chúng ta sẽ xây một cái ruộng bướu nether. Bởi vì là cái ruộng bướu nether ấy tôi nhận ra là tôi cũng chưa có. Cái bướu nether là mình dùng để mình chế thuốc đấy á. Nhưng mà đây, cái bướu nether chung là tôi vẫn còn nhiều, tôi còn 15 và 64 cơ còn nhiều. Nhưng mà đây, anh em thấy cái ruộng này không? Cái ruộng này mình cũng đâu có cần nữa đâu đúng không? Bởi vì là mình có cái ruộng to đùng ở trên này rồi cơ mà. Nên là tôi sẽ biến cái ruộng này thành cái ruộng bướu nether. Á. Cổng địa ngục là 1 này, bướu nether là 2 này. Thứ ba nữa này, đó là chúng ta sẽ xây một cái nhà ở núi anh em ạ. Đây, anh em thấy cái tường này của tôi không? Đó, nó khá là to. Nhưng mà nó lại trống rỗng, nó không có cái gì. Anh em trông nó có chán không? Tôi sẽ xây một cái nhà ở trong núi nhỏ nhỏ ở đây á. Tôi đã cắm đuốc để tôi đánh dấu ở đây và trong cái này tôi sẽ xây. Và thứ tư là chúng ta sẽ làm một cái đường nó đi lên, một cái đường nó sẽ dẫn lên cái cối xay gió anh em nhá. Bởi vì là tôi mất khá là nhiều công để tôi xây cối xay gió đấy. Đấy, nếu mà anh em không biết là trong tập trước là tôi còn xây cả cái cối xay gió cơ. Đấy, nhưng mà tôi xây cao quá, mà tôi xây xa thế nên là cái lúc mà tôi bao cái tường là tôi không có bao cái này. À, thì bây giờ là tôi sẽ phá cái tường cho này đi. À, và xây một cái đường nó quanh lên cái cối xay gió. Đấy. Ok các em nhá. Ok các em, trước khi video thì anh em đừng quên like và subscribe tôi nhá. Nó free mà, nhưng mà thật sự là nó có ý nghĩa đối với tôi kinh khủng luôn anh em ạ. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Ok các em, thì trước tiên là chúng ta cùng làm cái ruộng bướu này rơi anh em nhá. Đầu tiên là tôi cất cái củ dền này đã. Đấy. Thì cái ruộng bướu này rơi này, nó có một cái đặc biệt lắm. Đó là cái bướu này rơi nó không có mọc được nếu mà có ánh sáng quá là to anh em ạ. Nên là tôi phải phá cái ánh sáng này đi. Đấy, để cho tối tối thì nó mới mọc được. Đấy, với cả là nó không, với cả là nó mọc mình không cần phải đào đất lên như này đâu. Đấy, mình chỉ cần để đất như bình thường là được. Hình như là nó cũng không cần nước anh em nhỉ. Tôi nhớ là nó cũng không cần nước. Nên là tôi sẽ múc cái nước này đi luôn. Nào, đặt nước vào rồi múc nó đi. Đấy. Ơ, đây để tôi lấy đất ra rồi tôi lấp cái nước đi anh em ạ. Đấy, xong đào cái đất đi. Đấy, nó tối tối này là cái nether là nó mọc được đấy. Đấy, phá cái này đi. Đấy, xây đất bình thường vào. Ok anh em ơi, thì vừa nãy là tôi quên đấy, chúng ta không đặt được cái bướu nether ở trên đất đâu. Chúng ta phải xây nó trên cát linh hồn mà. Tôi nhớ nhầm ha. À, nên là bây giờ tôi sẽ đặt cát linh hồn vào. Đấy, và mình đặt cái bướu nether vào. Đấy.
Thì bướu neo dơn này là nó là một loại cây anh em nhá, mình trồng của nó luôn. Đấy. Đấy. Anh em thấy nó lớn chưa? Ờ. Đấy, lớn khá là nhanh. Đấy, ngon ngay anh em ạ. Rồi, xong rồi. Xong một cái rồi. Nhưng mà chúng ta cứ làm từ cái dễ nhất lên đúng không? Đây, tôi cất cái đèn lồng luôn. Bây giờ chúng ta sẽ xây lại cổng địa ngục anh em nhá. Xây lại cổng thì nếu mà tôi mà xây ở bên trên này này. À, thì là các anh dân làng là các anh lại chui vào đấy à, nó không ổn đâu. Nên là tôi sẽ xây cổng địa ngục nó ở dưới chỗ nhà mình đây. Và tôi đã suy nghĩ rồi, tôi sẽ xây nó ở đây. À, bây giờ tôi sẽ đào đất ở chỗ này. Đấy, đào rộng rộng ở chỗ này và sau đó là mình xây mấy cổng địa ngục ở đây anh em ạ. Ok anh em đợi chút nhá, tôi đào xong rồi tôi quay lại với anh em nhá. Ok anh em ơi, tôi đào một tí mà tôi đã đào được như này rồi. Đùa anh em ấy, thực ra tôi đào một tí tôi gặp cái hang động ấy. Nếu mà anh em nào còn nhớ là hồi trước ở bên cạnh nhà tôi là nó có một cái hang động nhỏ mà. Đấy, đào một cái nó vào cái hang động nhỏ luôn. Khá là tiện. Ủa, anh đứng yên đấy nhá, anh đừng vào đây nhá. Cái này là này, em xây cổng địa ngục đấy, anh đừng đùa. Ok anh em ạ, bây giờ chúng ta xây một cái tường chúng ta chắn nó lại. Và chúng ta phải xây cái cửa sắt vào chứ đúng không? Đấy, để cho các anh dân làng là các anh ấy không có tay máy là các anh ấy đi vào. Đấy, xây bằng đá đen cho nó ngầu anh em ạ nhá. Đá đen cho nó ngầu. Đấy, tôi sẽ phá hai cái này đi. Đấy, tôi phá hai cái bên này đi anh em ạ. Đấy, và bên này nữa này. Rồi, mình dùng đá đen mình lấp vào. Đấy, để tôi phá nốt cục dưới này đi cho nó perfect chứ nhỉ. Hey. Rồi. Đấy, đá đen mình xong tôi đặt cái cửa tôi đặt nó ở chính giữa luôn. Đấy, trông cũng trông căng phết đấy các em nhỉ, trông cũng khá là huyền bí đấy. Rồi, đặt cái cửa thì tôi nghĩ là tôi sẽ đặt nó ở đây vậy. Rồi. Đấy, nút vào. Đặt cái nút vào. Rồi, bên trong này nó cũng phải có cái nút này anh em ạ. Đấy, ui rồi. Đấy, ok. Đấy, ngon lành rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng trang trí bên trong một chút anh em nhá. Ôi mày, quá tối rồi. Tối rồi là hai anh dân này là hai anh đi ngủ rồi anh em ạ, may quá. Đấy, hai anh sẽ không phá được tôi. Tốt. Rồi, bây giờ tôi sẽ lấy một chút đồ ở đây để tôi lấy cái gạch Nether này. Đất linh hồn, cát linh hồn. Ba cái trang trí. Diện thạch khóc à? Ui dồi. Anh em còn nhớ các diện thạch khóc này là nó tạo ra được cái cục nó giúp hồi sinh không? Nhưng mà tôi thật là tôi chơi hardcore thì tôi hồi sinh kiểu gì? Hardcore mà, nó không cho hồi sinh đâu. À, chúng ta mang nó đi trang trí luôn. Đấy, tôi cầm vào tôi trang trí. Đây thì đây đơn giản mình trang trí anh em ạ, là mình phá một vài cục đi xong mình lấp một vài cục khác vào. Đấy. Ok anh em. À, tôi đã trang trí được cũng gọi là qua qua tí ở đây nhỉ. Úi dồi. Đây, đào cái này là đào nó hơi khỏe nên đào phải cẩn thận đấy anh em ạ. Đấy, lấp lại. Đấy, để tôi trang trí nốt trên trần một tí. Đấy, thay một vài cục ở trên trần là được. Úi dồi. Thì cái cuốc này của tôi nó khỏe quá anh em ạ. Đào cái cắt kết mày ấn nhanh quá là nó là nó đào hết đấy. À. Xong rồi. Bây giờ tôi sẽ phải dùng một vài tấm slab anh em ạ. Đây thì vừa nãy là tôi vừa mới nung cái đá đây. Vừa nung đá cuội để nó ra đá đấy. Bây giờ tôi sẽ làm một vài tấm slab. Vài tấm slab của phiên ta. Đấy, xong tôi mang vào trang trí. Trang trí mình đi lại cho dễ chứ đúng không? Đây chứ mà các cái đường đi nó khó nhỉ. Đấy. Trang trí các cái phiên đá và mình đi cho dễ. Đấy, bên này à này. Đấy. Đấy, ngon rồi đây anh em ạ. Tôi thấy chút nữa là xong rồi đấy. Xong là mình có thể xây đấy cổng địa ngục rồi đấy. Đấy. Anh em thấy sao? Anh em được không? Ổn không?
Ê, báo ổn anh em ơi. Rồi, để tôi mang đá obsidian ra. Tôi, ôi chết cha rồi. Mình xây này thì mình đi lên nó hơi khó. Đây, đấy, mình xây như vậy đi. Đấy, mình đi lên cho dễ. Rồi, mở cửa. Rồi, để tôi cầm obsidian ra. Đâu rồi? Các diện thạch đây rồi. Bật lửa. À đây rồi, ngon quá, ngon quá. Thế tôi tưởng là tôi không có đánh lửa. Thực ra mình không có Minecraft được anh em nhỉ. Đây, chúng ta sẽ phá đi một chút ở đây và chúng ta xây cổng địa ngục ở phía dưới con đường anh em nhé, ở phía cuối con đường. Rồi ok anh em ơi, đây đấy, tôi đã xây xong cái cổng địa ngục ở đây đấy, khá là đẹp anh em ạ. Để tôi bật lửa lên. Ôi từ từ á, để tôi cất đồ đây anh em ạ. Cất đồ rồi mình nhặt hết cái đồng đá đó, chứ không mà mình bật cổng lên là đồng đá đấy nó vào trong địa ngục đấy. Đất này, sỏi này, đấy, đá, đá cuội này, đá ba gian, các thứ là thuộc địa ngục này, đấy, cất vào rương địa ngục. Đá đen này, gạch nether rồi. Tôi xây mà tôi còn chưa thèm dùng cái gạch nether luôn á. Kệ đi. À, không cần phải gạch nether đâu anh em ạ, này là đẹp rồi. Yeah. Đấy, anh em thấy hợp lý không? À, để tôi phá mấy cái đuốc cái tí cho nó tối tối trông nó đẹp chứ. Mà tối tối này có sợ là quái spawn không vậy? Nhưng mà thực ra tôi thấy nó cũng không có tối lắm anh em nhỉ. Đấy, thấy cũng đâu có tối lắm đâu đúng không? Hả? À, ngon rồi. Để tôi vào lại thử cổng địa ngục xem là nó có ở cái vị trí cổng hồi trước của tôi không. Theo tôi biết thì nó đúng cái cổng hồi trước đấy. Đấy, tôi biết mà. Tôi biết mà. Các cái cổng địa ngục này nó liên kết với nhau theo một cái trình tự cực kỳ hài hước anh em ạ. Ok anh em ơi, chúng ta đã xong cái cổng địa ngục rồi. Quá là ngon lành rồi anh em ạ. Bây giờ là tôi sẽ ra tôi cất đồ và sau đó là tôi sẽ chuẩn bị đồ để chúng ta cùng xây nhà trong cái bức tường của chúng ta anh em nhá. Ok anh em ơi, tôi đã chuẩn bị xong hết đồ rồi anh em ạ. Đấy, đây, thực ra thì đồ thì đơn giản lắm, chúng ta chỉ cần thân cây vân sam và thân cây sồi thôi. À, thì nếu mà anh em nào mà thắc mắc là tại sao mà tôi lại có thân cây vân sam ấy mà trong cái đó xung quanh đây lại chả có cái rừng vân sam nào ấy, hay là tất cả là nhờ cái hạt giống vân sam này đấy. Nhờ 4 hạt giống, vừa nay là tôi có trong ngày là 4 hạt giống cơ ấy. Tôi không nhớ là tôi lúc từ bao giờ, chắc là từ tầm 1, tầm 2 thế, từ bao giờ ấy. À, khá là may mắn. Thế thế là tôi trồng cái cây lên rồi tôi dùng cái bon meal. Thế tôi dùng cái bột xương này, tôi cho cây nó lớn lên. Đấy, chặt cây một tí rồi nó rơi thêm các cái chồi nữa xuống. Bây giờ tôi có tận 2-3 chồi rồi. Sau này là mình cũng chả cần phải lo là mình sẽ bị thiếu gỗ vân sam nữa anh em nhỉ. Khá là ngon. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu xây cái nhà anh em ạ. Thì bây giờ tôi sẽ bắt đầu tôi xây cái cửa trước đúng không? Chúng ta phải xây cái chỗ đi vào trước. Cái cửa thì chúng ta sẽ dùng cái cầu thang gỗ sồi anh em nhá. Đây. Đấy. 4 cầu thang gỗ sồi thôi. Ok chưa? Sau đó chúng ta cần đến gỗ vân sam này. Gỗ vân sam để mình làm cái chắp đo đây các bạn. Công nhận là cái chắp đo quan trọng thật. Mình xây cái nào là mình nó cần đến cái chắp đo để làm cho nó đẹp luôn. Đó. Mà thực ra là ôi chết cha, tôi nhầm, đây phải làm chắp đo chứ ha. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu xây bên này anh em nhé. Đây, tôi đánh dấu rồi, đây là cái vị trí cửa anh em nhé. Đấy, chúng ta phá cái lúa đi để chúng ta xây. Đây, thì xây sẽ là như này anh em ạ. Ngang như này. Ngang như này. Đó, mình làm như này trông nó giống như kiểu chụp một bức ảnh anh em nhỉ. Sau khi mình làm cái này xong anh em, là mình sẽ đào ở đằng sau ấy đi. Đấy. Ok chưa? Đào đằng sau nhưng mà tôi lỡ đào mất một cục ở đây rồi nhỉ, để tôi đặt lại vào đây. Rồi. Đấy, sau khi mình đào đằng sau này rồi nhá, là mình sẽ dùng đến cái thân cây sồi. Mình sẽ đặt thân cây sồi đằng sau anh em ạ. Đây, đấy. Đấy. Xong rồi là mình sẽ lột vỏ thân cây sồi anh em nhá. Đặt vào. Lột. Ok. Ha, sau khi mình xong cái này rồi là bây giờ là mình cần dùng đến các cái chắp đo đây anh em ạ. Đây, chắp đo là mình sẽ đặt như thế này. Đặt ngang qua này. Đấy, mở lên. Cái này cũng vậy này. À, cái bên trên cũng vậy này. À, thế nhưng mà cái bên dưới mình đặt cái này nhá, là mình vào là mình không vào được anh em. Ố. Thì sao mà mình vào được nhỉ? Tại sao là tôi lại vẫn vào được anh em? What the hell? Hay vậy? Để tôi làm thử cái cửa không nào. Vì sao mà tôi lại vẫn vào được nhỉ?
Đây, tôi làm cái cửa rồi, tôi đặt thử anh em ạ. Đây đây đây, phải đào cái cát này đi anh em ạ. Đấy, đây. Ô có vẻ là tôi nhỏ hay sao anh em ạ, tôi nhỏ nên tôi vẫn vào được. Ô rất là ngon, được, tốt quá, càng tốt anh em nhỉ, càng tốt. Rồi đấy, đấy chúng ta xong cái cửa rồi anh em nhá, chúng ta xây ở bên này luôn. À, ở bên này thì đơn giản lắm anh em ạ, chúng ta sẽ vẫn cần cái cầu thang gỗ sồi các bạn. Đây vẫn dùng đến cầu thang gỗ sồi, vẫn là 4 cái rồi, chỉ cần 4 cái thôi anh em ạ. Phá mấy cái lúa này đi để mình xây, chứ không mình dẫm lên thì nó hỏng lúa mất anh em nhỉ. Đấy rồi, rồi đây thì mình sẽ xây như này các em nhá. Đấy thì mình cách cái cửa ra với cái chỗ này ra một ô. Đấy, từ đây là mình xây đúng vào cái đèn này, đúng vào cái đuốc. Rồi đây cũng vậy này. Đấy ok chưa anh em? Đó, sau khi mình tới đây xong nhá là mình lại dùng đến chắp đo tiếp anh em ạ, dùng chắp đo của gỗ vân sam, chắp đo của gỗ vân sam để mình tạo thành cái viền. Đây à, chắp đo gỗ vân sam chúng ta sẽ đặt nó như này anh em nhá. Đặt cái này này, đặt cái này này, đặt cái đấy mở lên đấy, mình đã tạo ra cái viền như vậy anh em ạ. Cái cửa này cũng vậy này, đấy bên trên này cũng vậy luôn. Ok anh em ạ. À anh em thấy hợp lý chưa? Đây ở dưới này chúng ta cũng làm như vậy luôn anh em ạ. À thế rồi, để tôi craft thêm tí. Ok anh em. À xong rồi đây anh em ạ. Sau khi xong cái này á, chúng ta sẽ phải đào đi cái bên trong anh em ạ. Đấy. Ok anh em ơi, sau khi mà anh em đã đào sâu vào bên trong một lỗ thì anh em sẽ lấp những cái tấm gỗ này anh em nhá. À, sau khi lấp những cái tấm gỗ này là mình mang những tấm thủy tinh lên mình đặt vào đây nữa là được anh em ạ. Đây à, thì anh em có thể thấy là đang có một anh zombie là anh rơi trên kia xuống đây đấy. À đây này, úi dồi ôi, bọn zombie này khôn phết đấy anh em ạ, nó biết chỗ để nó trốn vào là làng mình ấy. Đây này đấy, thì chúng nó rơi từ chỗ này xuống này. À khá là thông minh. Và kệ đi anh em ạ, bởi vì tôi có cái chắp to này tôi chắn là mà hơ. À bây giờ tôi sẽ xuống mà tôi mang mấy tấm thủy tinh lên này tôi ấy. Đây rồi, á à, thủy tinh nhà tôi có khá nhiều hơn. Ok anh em, đây. Á à, tôi đã xong rồi. Anh em thấy sao? Trông được không? Úi dồi ôi, anh Golem này là anh đang muốn đánh bọn zombie đấy. Vì nếu theo tôi biết là chỗ này là có vài con zombie đấy. Đây này, tôi cho anh em xem. Đấy. Á à, nhưng mà anh em thấy không? Bức tường của tôi quá là vững chãi luôn anh em ạ. Không ai có thể đột nhập vào được á. Sau khi mình xong cái này anh em nhá, thì chắc là tôi phải đi ngủ cái, đi ngủ cái sáng cho an toàn. Sau đó là tôi sẽ đào ở bên trong thôi, tôi đào cái ruột ở bên trong để tôi làm thành một căn nhà nhỏ nhỏ ở bên trong được anh em ạ. Ok anh em ơi, tôi đã đào xong hết rồi đây. Đấy, thực ra đào mấy cái này nó cũng thì là nó không khó đâu, thế nhưng mà nó hơi, nhưng mà nó khó chịu ấy. Hơi khó chịu vì là mình đào cái đá, mình đào cái cát ghét này, thì là mấy cát này nó cứ rơi xuống cái này, tôi có phải cắm cái đống đuốc cái này để cho cát không rơi xuống đấy. Ok anh em, thì chắc là tôi phải đi ngủ cái đó, chắc tôi phải ngủ cái chưa, tối rồi sợ phantom hôm qua quá. À đi ngủ cái rồi thì chúng ta sẽ xây cái bức tường anh em ạ. Đây thì anh em có nhìn thấy đó là, đó là cái bức tường ở xung quanh này nó hơi mình trông nó hơi một màu, đúng không, mình trông cái màu nó hơi chán, cho nên là tôi sẽ xây nó bằng cái bức tường đá, xây ra bằng cái bức tường đá cho đẹp. Đây vừa nãy là tôi cũng đã nung khá là nhiều đá ở đây á, nung khá là nhiều đá cuội để ra đá đấy. À chúng ta sẽ làm cái đá này anh em. Đây ấy, chúng ta sẽ làm cái đá trông giống như là cái đá ở dưới hầm ngục ở dưới ấy đấy. Đấy chúng ta xây cái đá này các bạn. Đây bây giờ muốn xây là mình sẽ phải phá cái này đi, hay mình vào trong mình phá đi cho tiện, đúng không, mình phá từ bên trong có tiện hơn. Đấy đấy, phá hết cái đống này đi rồi thì xây bao nó lại anh em ạ.
Ok anh em, sau khi mình xong cái này rồi thì bây giờ chúng ta cùng xây cái mái anh em nhá. Đấy, mình xây cái mái thì tôi nghĩ là mình cũng cứ dùng cái này đi nhỉ. Hả? Chúng ta cùng xây cái tường và cùng xây cái mái luôn. Ok anh em, bây giờ chúng ta chỉ cần xây nốt cái mái ở đây anh em ạ. Ô, anh dân làng rồi, anh mở cửa. Chào anh. Sao mày, ôi, what à, chào anh, cái vào này. Thực ra là tôi xây cái nhà này là tôi xây cho dân đấy anh em, nên là mình phá cái này đi để mình cho dân vào cũng được. À, thế nhưng mà từ từ đó anh em ạ, bởi vì là hiện tại là tôi chưa có xong, mà cái mái tôi cũng chưa xây nữa, tôi sợ zombie nó xuống lắm, nên tôi cứ đặt ở đây để cho cái không, dân cái không vào được. Nhưng mà khi nào mà tôi xong rồi tôi sẽ phá cái này đi, bởi vì là cái nhà này là nhà cho dân mà. Ok anh em ơi, tôi đã xây xong cái mái ở đây. À, anh em thấy căn nhà nhỏ nhỏ này của tôi trông có giống thời xưa không? Trông được không? Khá là được đúng không anh em? Đấy, ok. Bây giờ tôi sẽ phải đi cắt tí lông cừu. Đi cắt tí lông cừu để tôi làm giường anh em ạ. Tôi làm thêm giường cho các anh dân, để cho các anh ấy sinh thêm chứ đúng không? Chứ tôi thấy các anh ấy sinh vẫn hơi ít. Đấy, cắt tí lông cừu. Nào, mấy bạn cừu ở đâu? Tránh tránh ra nào. Đâu bạn này. Đấy, cái nhà đấy của tôi sẽ lại là một cái nhà nữa cho dân anh em ạ. Tôi sẽ lại để rất là nhiều giường vào đấy để cho các anh ấy sinh sản thêm chứ đúng không? Đấy. Đấy. Thì là cái chuồng to ở bên ngoài nó hơi đông anh em ạ, nên là tôi không có muốn cho thêm một con nào. À đúng rồi, anh em thấy con ngựa đấy không? Con ngựa này chính là một con ngựa mà tôi mới bắt, là một con ngựa khác đấy. Là bởi vì là thật là tập này là tôi tính là tôi mang cái em ngựa giáp kim cương ở cái chỗ lâu đài dưới đại dương ấy, tôi tính mang cái em ấy về. Nhưng mà tại xa quá, với cả là phải chạy đi rồi phá bedrock các thứ nó mệt quá, lâu. Thế nên là thôi, tôi đi bắt em ngựa mới cho lành. Đây, đấy, cứ để em ngựa kim cương kia ở cái lâu đài. Khi nào mà mình thích đi đâu ở xung quanh cái lâu đài thì mình còn có ngựa mình đi chứ, đúng không? Đấy, bây giờ tôi sẽ xuống mà tôi làm tí giường. À không, thực ra tôi chả cần xuống đâu, tôi có gỗ luôn mà. Đấy, đâu rồi? Đây. Làm nhiều nhiều giường tí anh em ạ, đặt cho nó thoải mái. Chào rồi, tôi phun đồ mất rồi. Ok anh em ơi, cuối cùng thì sau 10 phút là tôi cũng đã có đủ số len cừu để tôi làm được hết cái đống giường rồi anh em ạ. Trông không khác gì cái nhà tị nạn anh em nhỉ. Thế nhưng mà đặt cái này hiệu quả anh em ạ. Đấy, vì dân như vậy là họ sẽ sinh thêm con. Đấy, hiệu quả anh em ạ. Hiệu quả là trên hết đúng không? Ok các bạn, đợi tí là tôi sửa lại cái này. Để sửa lại tí. Đấy, mình đặt nó ngang ra này thì trông nó sẽ đẹp hơn anh em ạ. Đấy, xong đặt cái cửa vào. Đấy, xong cái nhà trong tường rồi. Xong cái nhà cho dân rồi. Mở cái chắp đo để khánh thành rồi. Đấy, anh nào thích vào sống thì cứ vào anh nhá. Rồi, quá đẹp anh em ạ. Đây. Ok anh em ạ, thì bây giờ là sẽ đến cái cuối cùng. Đó là chúng ta sẽ xây một cái đường đây, cái đoạn này. Tôi phá cái tường này đi để tôi xây nó vòng lên trên kia và nó đến cái cuối xe gió. À, cái đồ để mình xây thì cũng đơn giản thôi. Một là cắt kết này, mà từ từ á, tôi dọn đồ đã anh em ạ, tôi dọn đồ đã nhá. Ok anh em ạ, tôi dọn xong đồ rồi. Đây, anh em có thể nhìn thấy là tôi đang cầm khá là nhiều cắt kết. Đây, chúng ta sẽ lại xây hàng rào, nó lại y như là hôm trước tôi xây rồi. Đây là cái hàng rào này. À, bây giờ ra ngoài mình lấy đá thôi. À, thế nhưng mà mình xây cái này là mình phải, ui rồi, zombie đúng không? Có zombie đúng không? Ui giời ơi, anh zombie hơ. Đấy, chúng ta sẽ lại lấy đá, chúng ta xây hàng rào đá. Thế nhưng mà xây cái này là chúng ta sẽ phải xây từ cái cối xay gió chúng ta xây xuống em nhá. Bởi vì là nếu mà chúng ta mà xây từ dưới đi lên ấy, thì chúng ta phá cái hàng rào luôn là dân làng nó chui ra đấy. Nên là phải, à đúng rồi, nó còn cái chỗ trên này ấy nhỉ, nó còn chỗ trên này tôi còn chưa ấy nữa. Để từ từ tôi cầm cát lên để tôi lấp chỗ này đã anh em ạ. Ok các em ơi, tôi lắp xong hết cát vào chỗ này rồi. Giờ anh em trông lại như mới anh em nhỉ. Đấy, không ai biết là ở đây nó có một cái hầm. Ok các bạn, bây giờ chúng ta đã bắt đầu xây hàng rào được rồi.
Hãy xây hàng rào. Ô, như vậy chắc là tôi sẽ xây vòng ở đây này. Vòng 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 ở đây. À, nếu vậy tôi nghĩ chắc là tôi sẽ phải phá cái này và phá cái này đi anh em ạ. Ô, có mèo đen kìa. Ô, có mèo đen anh em ơi, có mèo đen. À, hình như con mèo này là con mèo đen trắng thì là cái chân của nó là nó trắng ấy nhau. Ủi, cái chân nó trắng nó phải là con mèo đen hẳn cơ. Ok, ở đi anh em ạ. Khi nào mà tìm thấy con mèo đen hẳn thì rồi thì mình bắt sau anh em ạ. Ok anh em ơi, tôi đã phá xong hai cái đấy rồi anh em ạ. À, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu xây tường rồi. Thì xây tường là tôi sẽ xây như này anh em ạ. Đây, có tường đá quậy ở đây và có cát kết ở đây. À, chúng ta sẽ xây nó. Nó chỉ bám lấy một nửa nó của cái này thôi anh em nhá. Đây này, á. Đấy, chứ tôi sẽ không xây nó vòng ra cái đằng sau ở đây. Thì tôi sẽ không xây nó vòng ra cái phía này. Á, và bên này cũng vậy. Cái bên này thì nó cũng chỉ có bám lấy một nửa là như này thôi. Thế thôi anh em ạ. Á, xây như vậy thôi. Á. Ok anh em ơi. Đây, tôi vừa mới làm một cái đường đây. Tôi làm một cái đường để mình đi từ đây mình đi xuống chứ đúng không? Chứ mà cái cối xe gió nó hơi cao. Mình làm luôn cái hàng rào không được anh em ạ. Tôi làm xong cái đường rồi. Đấy, cực kỳ là nuột anh em ạ. Đây, và tôi cũng đã đổi cái cửa rồi. Tôi đổi cái cửa cho dân nó đi lên trước đây. Cái nhà này cũng sẽ trở thành một cái nhà của dân luôn. Nhưng mà tôi sẽ không để nhiều giường nữa, mà tôi chỉ để một hai cái thôi. Ở đây, đây là cái cửa sắt mà chỉ có tôi mới đi được anh em ạ. Đấy, bởi vì là biết đâu khi nào mà mình cần đi cái hướng này thì mình đi lên cái cối xe gió rồi mình đi qua nó bán cái cửa sắt này chỗ tiện đúng không? Đó. Đấy, ok, bây giờ tôi sẽ bắt đầu tôi xây hàng rào. Ok anh em ơi, tôi đã xây xong cái tường ở đây. À, xây qua đêm luôn. Bởi vì là cái lúc nãy, cái lúc mà tôi xây cái nhà trong tường ấy, là tôi để luôn cái giường của tôi ở trong cái nhà trong tường rồi các bạn ạ. Nên là tôi không có đi ngủ được đấy. Nhưng mà nói chung là xong rồi đây. Đấy, bây giờ tôi sẽ đi vào, nhảy vào. Thì nói chung là nhảy như vậy là chỉ có mình mới nhảy thôi, chứ zombie nó không nhảy đâu. Nên là anh em đừng có lo. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ phá ngày đi anh em ạ. Phá ngày đi, khánh thành rồi. Xong rồi. Ok anh em, thì anh em có thể nhìn thấy là có khá là nhiều zombie ở đây. Có vẻ chúng nó khá là muốn đột nhập vào làng của tôi đây anh em ạ. Ổn mất dậy. Láo thật anh em ạ. Đây sẽ là máy farm zombie mới của tôi anh em nhé. Đấy, hôm nay tôi đã thành công xây được một máy farm zombie anh em nhé. Cực kỳ là đơn giản mà hiệu quả. Ok anh em ạ, bây giờ tôi sẽ mang đất đến và tôi lấp hết cái chỗ cát này thành đất anh em ạ. Ok anh em ơi, tôi đã lấp hết đất vào chỗ này ở đây anh em ạ. Bởi vì đất là nó chưa có mọc thành cỏ nên là trông nó hơi trơ trọi đúng không? Nên là tôi nghĩ là bây giờ tôi sẽ đi đào một chút khối cỏ anh em ạ. Bằng cái cuốc có độ mềm mại của tôi, tiện cho anh em xem cái độ mềm mại luôn. Đây, úi dồi ôi. Thì sao mà chứ cứ đứng canh tôi ở ngoài cổng ấy nhở? Có mất dậy. Đưa được cái gì đây? Hiệu suất 3 hả? Ái chả, thế cũng tốt nhở. Gia tài 2, thằng này có đồ ngon hơn. Đây, anh em sẽ được xem mấy cuốc độ mềm mại nó có thể làm được cái gì. Đấy, anh em thấy cái khối cỏ chưa? Đấy, chúng ta sẽ đào một vài khối, sau đó chúng ta mang về nhà và chúng ta trồng. Và chúng ta để nó ở cạnh các cái. Ô, phun đồ à? Cứ vứt cái bột xương như vậy rồi. À, chúng ta để cạnh cái khối đất là được. Đấy, để tôi lấp lại cho đẹp hơn. Rồi. Đấy, đi về lấp. Sau đó là chúng ta dùng một vài cái tấm phiến đá, chúng ta đặt vào cái, chúng ta đặt vào cái đường lên này để mình lên cho nó dễ hơn là được anh em ạ. Đấy, đây, để tôi phá một vài cục cỏ, phá vài cục đất ra rồi đặt khối cỏ vào. Xin chào anh. Anh lên thăm cái cối xe gió của em hả? Anh tránh ra anh ơi. Anh đứng vậy thì sao mà tôi xây vậy hả? Đấy, đặt vào. Rồi, đây để tôi đặt nó ở trên cao cao tí. Đây, đây. À, là cỏ nó tự lan ra mà anh em. À, cỏ lan ra là không lâu sau là cả cái vùng đất này của mình nó sẽ toàn cỏ thôi. Đây này. Đấy, anh em thấy nó lan ra chưa? Vừa tôi đặt có một khối, bây giờ nó ra thêm một khối rồi này. À, khá là hay. Đây, ở đây nữa đúng không? Đây, thêm một cái nữa ở đây các bạn. Rồi, xong rồi, để tôi đây phiến cắt kết, để tôi dùng mấy cái phiến cắt kết để đặt để mình dễ đi đây anh em. Đấy, để thì mình đi thì nó dễ hơn. À, mình đi vậy sẽ dễ hàng hơn. Đặt vào đây này. À, đặt vào đây. Vào đây, vào đây. Cho anh gỗ lớn.
Đấy thì bởi vì là dân làng có đông quá đây anh em, nên là nó spawn ra golem luôn ha. Nhưng mà thực ra spawn ra golem cũng tốt nhỉ. Thì anh golem là anh giúp mình bảo vệ làng mà, cũng tốt không sao. Cái doanh trại của tôi to mà, nên là cũng có chỗ cho anh golem, anh không phải lo, anh nhỉ. Đấy, xong rồi đây anh em ạ. Xong rồi, khi nào mà tôi đợi cỏ này nó mọc lên và sau đó là tôi sẽ cho rất là nhiều hoa vào đây anh em ạ. Rất là nhiều hoa và các loại cỏ vào đây nó sẽ rất là đẹp. Ok anh em, đợi tí để tôi ăn cái cho đỡ đói nè. Đây, thì đúng rồi, tôi còn chưa nói với anh em. Anh em thấy cối xay gió này không? Đấy, sau khi mà kết thúc buổi trước là tôi đã trang trí lại cái bên trong của cái cối xay gió đấy. Đấy, cái cối xay gió này có 3 tầng luôn anh em nhá, bởi vì nó khá là cao. Đây, vừa nãy là nó còn thừa cái rương, cái lúc nãy mà tôi đổi cái cửa nó qua phía này là tôi phải phá cái rương. Vậy thì tôi sẽ để cái rương vào đây nhỉ. À, cái rương to ha. Đây, tầng 2 đây. Đấy. Anh em ơi, tầng 2 hiện tại không? Nó có cả cái đe luôn đấy ha. Tôi giàu mà, tôi có cái máy pháp sắt tôi giàu mà, sợ quá ở đây. Đấy, tầng 3 là tầng mình ngủ. Mà chắc là chả anh dân làng nào đi lên là tầng 3 đâu nhỉ. Ok các em ạ, thì tôi nghĩ là tập hôm nay tới đây thôi anh em nhá. Hôm nay chúng ta xây được cái đường đi lên cái cối xay gió này, xây được cái ruộng bướu nè dơ này, xây được cái cổng địa ngục này và xây được cái căn nhà cực kỳ đẹp ở trong núi các bạn. Đây, ôi dồi ôi. Đấy, hiện đại không? Ok các em nhá. Tạm biệt anh em nhá. Hẹn gặp lại anh em buổi sau. Yêu anh em rất là nhiều.